tấu vừa trao nhé, rất là giòn luôn. Các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay đầu tháng thì lại quán cháu làm ở trên Hào Cung, giới thiệu cho các bạn. Đây, đầu tháng thì chị bán rất là đắt hàng luôn. Ở đây chị còn có đầy đủ các loại món này. Phía trên này các bạn nhìn thấy đang tầm ở trong, mọi người ngồi gọi là đông hết rồi. Ui kìa, tuyệt vời, quá nóng luôn. Đây bạn nhìn thấy ở phía trong mọi người đang ngồi gọi là kín hết vào, tầm này khoảng tầm 8 giờ hơn một chút. Đây là một cái trà. Đang cái lúc vắng khách nên là chị sẽ thái những đồ ra. Trên đĩa tổng hợp nhé. Xong rồi đĩa đen này. Nhìn những cái đồ rất là ngon. Xong có đĩa kem, đĩa xào nữa nhé. Vâng. Vâng. Đấy, xong rồi có bát điện. Đây các bạn nhá, đây chị làm ba bát cháo này. Mỗi bát cháo đây chị bán 25.000. Đầy đủ các thứ. Đây này. Rồi này. Rất là ngon và nóng hổi. Rồi tấu đuôi đúng không chị nhỉ? Lòng già đúng không? À ngó đuôi gần lòng gần tấu đuôi rồi. Đây nóng hổi chưa? Đấy các bạn nhìn thấy một bát cháo rất là nhiều luôn á, đây này. Nhìn không? Quá là nhiều thứ để các bạn ăn. 4 bát cháo lòng. Đây, chị vào cho rau này. Đấy không? Mùa đông ăn bát cháo này thôi rồi này. Trời lạnh mà ăn cháo này.
một trong những món ăn rất là ngon. Tấu đuôi trao nhé, rất là giòn luôn. Bây giờ lấy cháo này. Đây ngồi đây nha em nhé. Ngồi đây nhé, ba người nhé. Làm tiếp đi, miếng lòng đi này. Lòng này chấm này tuyệt vời đấy. Thấy không? Giòn lắm, quá ăn ngon. Rồi tiết này. Rồi tiết này anh em ăn ở quán này ăn rất là béo luôn. Thấy không? Tuyệt vời. Một cũng được đấy nào ạ. Béo, đầy mồm không? Các bạn đến muộn một chút là gọi là chật bằng luôn. Rồi các bạn nhé, các bạn nào có nhu cầu đến ăn quán cháo lòng Hạc Bội thì các bạn ghé nhé. Bạn đi sớm sớm một tí thì sẽ rỗng chỗ, mà đi muộn khoảng tầm từ 8 giờ hơn một chút đến 9 giờ là khá là đông, hoặc là muộn hẳn nhé. Bây giờ video mình sẽ tạm dừng đây, hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo của mình các bạn.